Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mừng Tết ở đây vui. Ngồi nó làm với mình nó chuyện vui. Cơm nước nó cũng thấy vui. Vui mà. Thứ hai thế là hết. Cứ về ăn cơm, mới ăn cơm. Cũng không được. Tương đó. Mình đứng lắng ngược ra rồi nha. Chứ sao nó đánh người sợ dữ vậy.